Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết chuyên đề của huyện ủy Krông Pa trên lĩnh vực nông nghiệp, huyện Krông Pa đã huy động bố trí hơn 9,1 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Cụ thể, năm 2021-2022 bố trí bình quân mỗi năm khoảng 3,5 tỷ đồng, năm 2023 bố trí hơn 2,1 tỷ đồng. Từ nguồn vốn trên, ngành chuyên môn của huyện đã triển khai thực hiện hơn 60 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất với các loại cây trồng chủ lực như mì, thuốc lá, lúa nước và phát triển cây ăn quả, đồng thời đẩy mạnh lai cải tạo đàn bò, trong đó tập trung hỗ trợ về giống mới năng suất cao và thực hiện các mô hình tưới nước tiết kiệm. Qua các mô hình được triển khai đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao năng suất sản lượng và hiệu quả kinh tế cho người dân, góp phần nâng cao giá trị ngành nông nghiệp. Theo thống kê, đến cuối năm 2022, giá trị sản xuất lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản của huyện Krông Pa đạt hơn 1.800 tỷ đồng, tăng hơn 5% so với năm 2021.